Không quân Việt Nam một lần nữa khiến Đông Nam Á nín thở. Yak-130 về bến sẽ làm được những gì? Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Rất vui khi lại được cùng các bạn khám phá những thông tin thú vị trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hơn 45 năm chiến tranh đã trôi qua, cũng là hơn 45 năm đất nước ta được hưởng trọn niềm vui thái bình. Tuy nhiên không bởi vậy mà chúng ta ngủ quên trên chiến thắng. Một quốc gia muốn vững mạnh, ngoài việc có một nền kinh tế phát triển thì đi kèm với nó cũng là một nền quốc phòng ổn định và phát triển. Trong đó không thể không nhắc đến Không quân Nhân dân Việt Nam, đơn vị ngày đêm bảo vệ sự bình yên trên vùng trời Tổ quốc. Từ khi được thành lập đến nay, Không quân Nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển và gây được nhiều tiếng vang lớn. Điển hình như chiến thắng lịch sử 12 ngày đêm dược lửa Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, mưu trí sáng tạo sử dụng máy bay A-37 vừa thu được của địch, bất ngờ tập kích sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trải qua gần 70 năm, Không quân Việt Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển. Mới đây, chúng ta đã khiến cho tất cả Đông Nam Á phải kinh ngạc khi sở hữu máy bay huấn luyện đa năng Yak-130. Đây được coi là giảng đường trên mây của Không quân Nhân dân Việt Nam. Yak-130 được đánh giá là máy bay huấn luyện hiện đại nhất trên thế giới và của Việt Nam hiện nay. Vậy Yak-130 có những ưu điểm gì và tính năng của nó ra sao mà quốc gia nào cũng muốn sở hữu nó đến vậy? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Các bạn thân mến, cuối năm 2021, Việt Nam đã mua máy bay huấn luyện loại mới nhất và hiện đại nhất thế giới để dần thay thế cho loại L-39 là Yak-130. Hiện nay, những chiếc máy Yak-130 của Nga chế tạo đã xuất hiện với phù hiệu của Không quân Nhân dân Việt Nam. Yak-130 được biên chế về Trung đoàn 940, Thủ trưởng Sĩ quan Không quân. Sân bay chính của Yak-130 hiện đặt ở Phù Cát. Một trong những mục tiêu khi mua Yak-130 là huấn luyện bay nâng cao cho các phi công Su-30, Su-27. Nó cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ căn cứ không quân nào. Ngoài ra khi cần thiết, Yak-130 có thể đóng vai trò tiêm kích và cường kích hạng nhẹ. Các kết quả huấn luyện ném bom đạn thật gần đây đã cho thấy phi công của Việt Nam đã làm chủ được loại máy bay mới hiện đại này. Đại úy Trần Văn Ban, Phó trưởng Ban Kỹ thuật Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân đã chia sẻ. Máy bay này được trang bị 9 giá treo, các phương tiện sát thương như bom rocket, tên lửa điều khiển R-73, rồi thùng nhiễu thì đã được lắp trên các dòng máy bay Su-30. Khi mà qua dòng máy bay Yak-130 này thì phi công khi qua bắn ném ở trên máy bay Yak-130 thì khi về cho các trung đoàn bay chiến đấu sẽ thuận tiện cho quá trình khai thác sử dụng. Yak-130 cho phép mô phỏng hiệu suất của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5 cho phi công và nó có khả năng thực hiện những chuyến bay thao diễn đặc biệt, huấn luyện phi công đối với máy bay chiến đấu hiện nay như Su-27, Su-30, thậm chí là các máy bay tàng hình thế hệ thứ 5. Điểm đáng chú ý là nó cũng có thể dùng để huấn luyện cho phi công lái máy bay hệ phương Tây. Yak-130 có thiết kế cánh cụp tối ưu được chế tạo bằng hợp kim nhẹ với những bề mặt được làm bằng sợi carbon. Nó được bảo vệ bằng loại giáp Kevlar với các phần trọng yếu gồm động cơ, buồng lái và ngăn chứa hệ thống điện tử hàng không. Khung máy bay được thiết kế với tuổi thọ 30 năm với 10.000 giờ bay hoặc 20.000 lần hạ cánh. Để hạ cánh tại những sân bay có đường băng ngắn, máy bay được trang bị những bộ phận ở cánh nhằm giảm quãng đường hạ cánh xuống còn 750 m. Máy bay Yak-130 được chuyển giao kèm theo một hệ thống buồng lái giả lập có khả năng mô phỏng lại các tính năng bay, tình huống chiến đấu, tình huống máy bay hỏng hóc, gặp sự cố trên không. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Hiếu đã chia sẻ, buồng tập lái của máy bay Yak-130 có thể mô phỏng lại quá trình bay của phi công, các máy bay từ đơn giản cho đến phức tạp, cũng như là các yếu tố ngoại cảnh, thời tiết cũng như địa hình của sân bay và các yếu tố về mặt kỹ thuật, sử dụng vũ khí, tạo giả các tín hiệu hỏng hóc giống y hệt máy bay thật để giúp phi công làm quen, xử lý các tín hiệu này. Với thiết bị buồng tập lái của máy bay Yak-130 có thể giúp cho phi công làm quen với các thiết bị trong cabin giống đến 90%, có thể giả lập được địa hình của sân bay giống y hệt địa hình thật và các điều kiện như sông, suối hay đồi núi. Tất cả đều giống như ở ngoài địa hình thật, hệ thống âm thanh, ánh sáng hoàn toàn giống thật. Trong điều kiện huấn luyện chiến đấu, buồng tập có thể giả lập được tình huống ở trên không, tấn công trên không và tấn công mặt đất. Tấn công trên không như là không đối không giữa hai máy bay, tấn công mặt đất thì có thể tấn công đặt các điểm ở dưới mặt đất bia. Trước mỗi buổi bay, các phi công sẽ bắt buộc kiểm tra sức khỏe bao gồm huyết áp, nhịp tim. Do thường xuyên phải chịu áp suất lớn trên trời nên trang bị cho phi công chiến đấu cũng có thêm bộ giảm áp. Các đơn vị chiến đấu của quân đội Việt Nam thì phi công chiến đấu đang có chế độ ăn cao nhất. Yak-130 là loại máy bay phản lực cận âm được vũ trang sẽ là giải pháp tối ưu về chi phí, phản ứng nhanh trong trường hợp cần chi viện hỏa lực bằng không quân. Vũ khí máy bay mang theo có thể dễ dàng tiêu diệt tàu đổ bộ, bộ binh, xe thiết giáp, trực thăng, máy bay vận tải và máy bay không người lái. Có khả năng bay thấp, bám địa hình tốt, vốn là đặc tính quan trọng của máy bay cường kích. RAP-130 có tổ bay 2 người với thiết kế buồng lái hiện đại tương đương với các máy bay chiến đấu chủ lực. Cho đến hiện tại, toàn bộ giảng viên, phi công và nhân viên kỹ thuật của Trung đoàn 940 đã làm chủ loại máy bay huấn luyện đa năng mới RAP-130. Trong năm 2022, Trung đoàn 940 đã tổ chức thành công 3 đợt bắn ném thành công với RAP-130. RAP-130 đóng vai trò quan trọng trong công tác chuyển loại phi công chiến đấu lên các dòng máy bay hiện đại hơn. Có thể hiểu đơn giản là sau khi các phi công tốt nghiệp khóa huấn luyện với RAP-130 thì khả năng tiếp cận làm chủ các loại máy bay chiến đấu hiện đại hơn sẽ được nâng cao, rút ngắn thời gian làm chủ khí tài, tăng hiệu quả đào tạo. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong công tác huấn luyện, RAP-130 còn có thể là một chiến đấu cơ dự bị sẵn sàng hỗ trợ cho các tiềm kích chủ lực. Trong trường hợp chống xâm lược, khủng bố, cướp biển, tội phạm có tổ chức, RAP-130 là phương tiện tuần tra, phản ứng, có thể cân bằng được các khả năng tác chiến của máy bay đa nhiệm, phù hợp với những xung đột nhỏ tầm cỡ khu vực. Được biết, năm 2019, Nga và Việt Nam đã ký thành công hợp đồng trị giá 350 triệu đô la Mỹ về việc cung cấp 12 chiếc máy bay huấn luyện RAP-130 cho Không quân Việt Nam, tức là một phi đội đổ. Việt Nam trở thành khách hàng nước ngoài thứ 6 cho loại máy bay này sau Algeria, Bangladesh, Belarus, Myanmar và Lào. Ngày 13 tháng 11 năm 2021, 6 chiếc đầu tiên trong hợp đồng này, sân màu giản dị, rừng xanh cát vàng đặc trưng và mang dấu hiệu đặc trưng của Việt Nam đã về đến sân bay Phù Cát, Bình Định, và đến nay chúng ta đã được bàn giao đầy đủ số lượng máy bay trong hợp đồng. Rõ ràng, việc Không quân Nhân dân Việt Nam sở hữu RAP-130 là một bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy việc huấn luyện cũng như làm chủ các dòng máy bay hạng nặng khác một cách dễ dàng hơn, rút ngắn rất nhiều thời gian đào tạo cũng như giúp cho phi công có thể chuyển loại tốt hơn, một điều mà mọi quốc gia đều hướng đến. Và Việt Nam đã và đang làm được điều đó, một điều rất đáng tự hào không chỉ của Không quân Việt Nam mà còn của quân đội Việt Nam và hơn hết là của nhân dân Việt Nam. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.